Qua các bài học trước, thì các bạn đã được tìm hiểu một số nội dung về controller, về view cũng như một số vấn đề khác. Và chúng ta đều thực hiện dựa trên mô hình ứng dụng một module. Và ngay cả ứng dụng được tạo ra từ Falcon Tool mà các bạn đã thực hiện thì nó cũng là một ứng dụng có một module duy nhất. Nhưng trên thực tế, dự án của chúng ta thường có ít nhất là 2 module trở lên, tức là mô hình ứng dụng nhiều module. Và để các bạn có thể làm quen dần, thì từ video này trở về sau chúng ta sẽ nghiên cứu Falcon Framework dựa trên mô hình nhiều module. Mô hình này sẽ có cấu trúc khá tương tự so với mô hình một module, tuy nhiên nó cũng hơi phức tạp hơn một chút ở khâu cấu hình. Và bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện xây dựng ứng dụng theo mô hình nhiều module. Công tác đầu tiên đó là chúng ta sẽ xây dựng cấu trúc các thư mục và tập tin. Thì hệ thống thư mục và tập tin sẽ được xây dựng giống như trong phần slide. Tôi sẽ tạo ra một project và tôi đặt tên cho nó là Multi Falcon. Bên trong là hai module, đó là Application và module Hello. Hai module này sẽ có cấu trúc giống nhau, do đó tôi sẽ trình bày cấu trúc của module Hello. Trong module Hello, tôi cũng thực hiện xây dựng một số thư mục. Thư mục config sẽ chứa các tập tin cấu hình cho module Hello. Tiếp đến là thư mục controller, thư mục model và thư mục view. Các thư mục này cũng tương tự như mô hình một module mà chúng ta đã từng thực hiện. Tiếp đến sẽ là tập tin module.php. Đây chính là tập tin cấu hình cho module Hello. Và trong mỗi module đều sẽ có tập tin cấu hình này. Tập tin htaccess cũng được dùng để chuyển mọi request vào tập tin index.php. Và sau cùng sẽ là tập tin index.php. Đây chính là tập tin cấu hình cho toàn bộ ứng dụng. Và phần cấu hình này sẽ áp dụng cho tất cả các module trong ứng dụng của chúng ta. Bây giờ tôi sẽ bắt tay xây dựng một ứng dụng với cấu trúc thư mục và tập tin như thế này. Tôi đã tạo ra một dự án, đó là dự án Multi Falcon. Và việc tạo ra một dự án không có gì là khó khăn đối với các bạn. Bây giờ tôi sẽ tạo ra một module đầu tiên, đó chính là module Hello. Do đó trong thư mục Multi Falcon, tôi sẽ tạo ra một thư mục mới và tôi sẽ đặt tên cho nó là Hello. Trong thư mục Hello này, tôi cũng tạo ra các thư mục con, lần lượt sẽ là Controller. Tiếp tục chúng ta sẽ có thư mục, đó là Model. Kế đến sẽ là thư mục View. Và trong thư mục Hello này, tôi cũng thực hiện tạo ra một tập tin PHP. Đây sẽ là tập tin cấu hình cho module Hello của chúng ta. Và tôi đặt tên cho nó là module.php. Tôi cũng thực hiện tạo ra tập tin htaccess. Và đơn giản chúng ta chỉ việc đi vào bên trong ứng dụng Single Falcon. Và tôi sẽ thực hiện copy tập tin htaccess này. Và tôi sẽ đưa vào cho ứng dụng, đó là Multi Falcon. Như vậy chúng ta đã có được tập tin htaccess. Tập tin này được dùng để chuyển hướng các request về cho tập tin index.php. Sau đó để tạo ra phần nhắc lệnh. Và tôi cũng thực hiện đó là copy thư mục IDE. Và chúng ta sẽ đưa vào cho ứng dụng Multi Falcon. Như vậy tôi cũng đã xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thư mục và tập tin cho ứng dụng Multi Falcon. Bước tiếp theo đó là tôi sẽ xây dựng nội dung cho tập tin index.php. Do đó tôi sẽ truy cập vào tập tin index.php của chúng ta. Và bên trong tập tin này tôi sẽ gọi đến câu lệnh, đó là ajofile. Bây giờ tôi sẽ truy cập vào ứng dụng Multi Falcon ở bên ngoài trình duyệt. Chúng ta đang ở localhost và tôi sẽ đi vào, đó là Multi Falcon. Thì các bạn thấy tôi đã in được nội dung, đó là đường dẫn đến tập tin index.php. Trong tập tin index.php thì tôi cũng thực hiện gọi đến phương thức chai để ghi các phần cấu hình. Tiếp đến sẽ là phương thức get để chúng ta có thể hiển thị phần nội dung của thông báo lỗi.
Bên trong phương thức kết này thì tôi sẽ thực hiện truyền vào cho nó một biến E. Biến E này có nhiệm vụ, đó là hiển thị các thông báo lỗi. Do đó tôi sẽ thực hiện, đó là accept. Tiếp tục là biến E. Và bên trong của hàm kết này thì tôi sẽ gọi đến câu lệnh, đó là echo. Biến E của chúng ta gọi đến phương thức đó là getMessage. Câu lệnh này sẽ giúp cho chúng ta hiển thị phần thông báo lỗi. Quay trở lại với phương thức try thì tôi cũng thực hiện chia tập tin index.php của chúng ta ra làm 3 phần. Do đó tôi cũng thực hiện tạo ra các phần ghi chú. Đầu tiên sẽ là thành phần loader. Tiếp tục sẽ là thành phần dependency injection. Và cuối cùng sẽ là thành phần application. Tôi sẽ lần lượt đưa nội dung vào cho các thành phần này. Trước tiên đó là thành phần loader. Tôi cũng thực hiện tạo ra một đối tượng loader. Đối tượng loader của chúng ta sẽ bằng new. Tiếp tục là phân công và loader. Tiếp tục sẽ là thành phần dependency injection. Đây là nơi mà chúng ta sẽ thực hiện khai báo và tạo ra các dịch vụ cho ứng dụng. Tôi sẽ tạo ra đối tượng DI. Và đối tượng DI của chúng ta sẽ bằng new. Tiếp tục sẽ là factory default. Thì các bạn thấy đã xuất hiện câu lệnh view cho chúng ta. Đó là phân công, DI và factory default. Tiếp theo tôi sẽ tạo ra một dịch vụ. Đó là một dịch vụ router. Thì dịch vụ router là một phần khá quan trọng mà tôi sẽ giới thiệu đến các bạn trong những chương sau. Do đó ở phần này các bạn sẽ tạm chấp nhận những kiến thức về router mà tôi trình bày trong tập tin index.php này. Để tạo ra một dịch vụ thì tôi cũng thực hiện, đó là đối tượng DI sẽ gọi đến phương thức set. Tham số đầu tiên tôi truyền vào đó là tên dịch vụ, và ở đây chính là router. Tiếp tục tham số thứ hai sẽ là một function. Trong function này tôi sẽ tạo ra một đối tượng router sẽ bằng new. Tiếp tục là router. Đối tượng router của chúng ta đó là phân công MVC và router. Sau đó đối tượng router gọi đến phương thức, đó là set default module. Phương thức này được dùng để thiết lập module mặc định cho ứng dụng. Tại sao tôi phải thiết lập module mặc định cho ứng dụng? Thì tôi sẽ giải thích đơn giản như thế này. Như các bạn đã biết, khi chúng ta thực hiện truy cập vào ứng dụng theo mô hình phân công, ví dụ như với đường dẫn đó là HTTP, localhost, tiếp tục là tên của ứng dụng chính là multi phân công. Với đường dẫn này thì trình duyệt sẽ truy cập vào index controller và index action, trong khi ứng dụng của chúng ta là ứng dụng theo mô hình nhiều module. Và do đó các bạn cần phải thiết lập module mặc định. Khi đó trình duyệt mới biết chúng ta đang truy cập vào index controller và index action thuộc về module nào. Do chúng ta chưa được học các kiến thức về router nên tôi chỉ sẽ sử dụng duy nhất một đường dẫn có dạng như thế này để chúng ta có thể truy cập vào ứng dụng. Nếu như chúng ta truy cập được vào nội dung của index controller, index action thuộc về module hello thì xem như chúng ta đã xây dựng thành công mô hình ứng dụng nhiều module. Quay trở lại với ứng dụng multi phân công, tôi sẽ truyền vào tên của module mặc định chính là module hello. Tôi cũng thực hiện xóa đi phần nội dung này. Kế đó, đối tượng router của chúng ta sẽ gọi đến phương thức đó là handle. Câu lệnh này sẽ giúp cho router thực hiện các thiết lập ở phía trên. Bởi vì nếu như các câu lệnh thiết lập được đặt phía sau của câu lệnh router gọi đến phương thức handle thì xem như câu lệnh này sẽ không có tác dụng. Ví dụ như khi tôi di chuyển câu lệnh này xuống phía dưới của câu lệnh router gọi đến phương thức handle thì khi đó phần thiết lập này sẽ không có tác dụng và tôi sẽ thực hiện patch trở lại. Cuối cùng tôi sẽ trả về đối tượng router, đó là câu lệnh return router.
Như vậy tôi cũng hoàn tất thành phần Dependency Injection. Và thành phần cuối cùng sẽ là thành phần Application. Như thường lệ thì tôi cũng tạo ra một đối tượng, đó là đối tượng Application. Đối tượng Application của chúng ta sẽ bằng New, tiếp tục đó là Application. Và trong Application này, tôi cũng truyền vào cho nó đó là đối tượng DI ở phía trên. Đối tượng Application của chúng ta tiếp tục gọi đến phương thức, đó là Register Module. Và dòng lệnh này sẽ thực hiện, đó là đăng ký cho các module của chúng ta. Nếu như các bạn tạo ra một module mới thì các bạn phải tiến hành đăng ký tại phương thức này. Phương thức Register Module này sẽ nhận vào một mảng cấu hình. Và tôi cũng truyền vào đó là module Hello. Tiếp tục sẽ là một array. Và trong array này sẽ gồm có hai phần tử. Đầu tiên sẽ là phần tử last name. Và giá trị của nó sẽ là phần class đến tập tin, đó là module.php. Do đó tôi sẽ truyền vào đây. Đầu tiên sẽ là multi phân công. Tiếp tục chúng ta sẽ đi vào hello. Và sau cùng đó là module. Phần tử thứ hai chính là giá trị path. Và nó sẽ có giá trị, đó là đường dẫn đến tập tin module.php. Tôi cũng thực hiện tạo ra một đường dẫn đến ứng dụng multi phân công của chúng ta. Ở đây sẽ là define. Và giá trị đầu tiên đó là name, chính là application path. Một phần giá trị thì tôi sẽ cho nó giá trị đó là dir. Phương thức dir này sẽ là đường dẫn đến thư mục chứa tập tin hiện tại, chính là thư mục multi phân công. Tôi sẽ thực hiện tắt đi dòng lệnh echo file này. Sau đó tôi thực hiện in ra đường dẫn application path. Bây giờ tôi sẽ thực hiện refresh lại ứng dụng của chúng ta. Các bạn thấy application path của chúng ta chính là đường dẫn đến thư mục multi phân công. Tại với phần path thì tôi sẽ truyền vào giá trị đó là application path. Thực hiện nối chuỗi, ta sẽ truy cập vào đó là thư mục hello. Đến sẽ là tập tin module.php. Sau cùng tôi sẽ thực hiện gọi đến câu lệnh, đó là echo đối tượng application. Chúng ta sẽ gọi đến phương thức đó là handle. Tiếp tục là get content. Câu lệnh này sẽ được sử dụng để xử lý các yêu cầu cho ứng dụng. Như vậy cơ bản chúng ta cũng đã xây dựng thành công cho tập tin index.php. Bây giờ tôi sẽ thực hiện refresh lại ứng dụng multi phân công. Các bạn thấy chúng ta đã nhận được một thông báo lỗi. Và phần thông báo lỗi này chúng ta sẽ giải quyết sau.